cách xa duyên trời nay trở lại hạnh phúc chia nhau. Vẫn còn mãi ngàn đời tu tâm tịnh phước, con cháu đời bình an. Ngược gió tình xa đã qua rồi, những phong ba sông hạnh phúc duyên cao trầu, gió ngược tìm nhau duyên thắm đời ngàn sao. Chị chủ mà hấp hủi tôi là uổng lắm đó. Lãnh có một đầu lương à, mà xài người ta là bao nhiêu việc. Chùm sọ quá. Thôi đi, đừng có mà được dơ đòi tiên. Hồi nào giờ ở cái phòng này không có thằng nào được vào đâu đó. Trời, tao không phải là gái chính chuyên, nhưng mà tao cũng không dắt trai vào cái phòng này. Tôi là trai trẻ, đâu phải trai già đâu. Tôi đủ tiêu chuẩn mà. Trai trẻ hay trai già thì cũng vậy thôi. Thằng Đực đó, nó không phải là trai trẻ ha. Thằng Đực hoài à. Nếu mà chị chủ nhớ nó thì coi sắp xếp đi vô thăm nuôi nó đi. Đi mà quên, nó ngủm rồi. Nè, nhân tiện đây tao nhắc cho nhớ, lấy thằng Đực ra mà làm gương. Sống làm sao á để hưởng thọ chứ đừng có mà hưởng dương. Lạng quảng á coi chừng tao. Thôi, nó đi rồi để nó đi đi. Nhắc nó hoài, đực hoài. Nó mạnh tay lên. Rồi. Chị Tư ơi, chị Tư, chị có nhà không chị Tư? Ôi chị đây nè. Ủa sao vậy chị? Cô ba ngồi chơi. Tôi đang nấu nồi nước xong. Ủa chị bệnh hả? Em thấy cái mặt chị không được khỏe lắm. Ừ, đóng rài bệnh hoài à. Đang kêu thằng Hậu mua thuốc rồi đấy chứ. Dạo này uống thuốc nhiều hơn là ăn cơm nữa đó. Thiệt, em nói với chị rồi, sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Chị đang bị tâm bệnh á. Chị suốt ngày cứ nghe hết người này người kia nói, rồi suy nghĩ lung tung. Hôm nay thì đau, mai thì ốm. Kệ đi chị, thiên hạ mà, quan tâm làm gì không biết nữa. Sao mà không quan tâm được. Như con Út đẹp đó, vì chuyện thằng Hậu mà nó cứ giận tôi hoài. Tôi đâu có dành con với nó đâu.
mà hai chị em cứ xích mích hoài, buồn ghê. Bà Út đẹp á, bà đang ở nhà chị hai em á, mà hai người đó ở gần nhau là chị cũng hiểu rồi. Thôi kệ đi chị, kệ họ đi. Nhưng mà người ta nghĩ sai về mình cũng ức lắm chứ. Mà cái thằng Hậu này nó cũng kỳ nha, nó cứng đầu dữ lắm. Nó cũng đồng ý kêu con Út đẹp làm mẹ, nhưng mà hễ con Út đẹp kêu nó làm cái gì là nó nhất định nó không làm. Bởi vậy mận con Út nó cứ ghét tôi là vậy đó. Thằng Hậu nó lớn rồi mà chị, nó biết cái nào đúng cái nào sai mà nó làm. Chính vì nó thương chị á, cho nên nó muốn ra mặt với Út đẹp. Thôi chị đừng có nghĩ nhiều nữa. À mà nhà mình còn gừng không? Để em vô em pha cho chị ly trà gừng uống nha. Ừ thôi cô ba làm giùm tôi. Dạ. Thấy tôi bị đặt làm lơ hả? Ủa? Dì Út hả? Ngậu đâu? Sao ngồi đây một mình vậy? À, dạ mỗi thằng đều có công việc riêng mà, con đâu có biết đâu. Ừ. Cậu với thằng Hậu chơi nhau bao lâu rồi? Thì tụi con chơi thân từ nhỏ rồi. Chơi thân từ năm cấp 1 kìa. Xong rồi lên cấp 2 luôn. Nhưng mà tới cấp 3 thì con nghỉ học rồi. Hơn giống tụi tôi,
bốn đứa chơi thân với nhau từ nhỏ tới giờ. Tôi với ông Tư Tôn á là bạn thân với nhau từ hồi còn nhỏ xíu kìa. Tôi về đây có công chuyện mà tôi đang bị mắc me với ông Sáu Lợi nè. Muốn tìm số điện thoại của ông Tư Tôn để nói chuyện với ông. Mà bà Tư Thơ thì đâu có số điện thoại, đâu có xài điện thoại đâu. Cậu cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi nghe nói là cậu đang làm công trình cho ông đúng không? Dạ. Mà tôi nhìn cậu á là tôi biết cậu chung phe với bà Tư Thơ rồi. Vũ, con là con không có chung phe với ai hết trơn trọi nghe. Mà đó tới giờ con thấy dì Tư á hiền khô à. Mà dì Út cũng đừng có tin ba cái lời thị phi của người ta. Trời ơi, mất công á, tình bạn của dì Út với lại dì Tư á sức mẻ nữa. Ừ, thì dẹp qua cái chuyện đó đi. Giờ vô chuyện chính nè. Cậu á với thằng Hậu chơi thân với nhau. Cậu coi cậu khuyên nó giùm tôi được không? Tôi muốn nó đổi đời, có cuộc sống mới tốt hơn. Mà nó không chịu. Nó cứ ôm khư khư cái bè cá của bà Tư Thơ à. Nó từ chối tôi hoài luôn á. Chắc chuyện đó dì Út phải đi nói thẳng với lại thằng Hậu. Chứ sao mà con nói được. Thằng Hậu nó cũng lớn rồi, nó biết suy nghĩ mà. Với lại dì Út cũng đừng có đổ thừa dì Tư. Tội nghiệp dì Tư lắm. Đổ thừa cái gì? Mà cậu với thằng Hậu á là bạn thân của nhau. Nhiều khi cậu nói nó nghe, chứ tôi nói nó không nghe. Thân thì thân chứ sao mà con chen vô cuộc sống của nó được. Đây nè, đây là số điện thoại của bác Tư đó. Vũ có muốn uống nước gì không con kêu cho. À, rồi Vũ ngồi lại chơi ha. Bây giờ cũng có công việc con ra công trình. Ờ, thôi khỏi đi. Tôi đi qua bàn khác ngồi. Cậu làm gì cứ làm đi. Cảm ơn nha. Lý ơi, mở cửa Lý ơi. Lý, mở cửa cho tao chưa? Lý, mới giờ này mà mày thấy phê luôn rồi hả? Mày tỉnh chưa? Mày tỉnh coi. Mày dậy chở tao đi công chuyện coi. Sao? Ừ. Má. Ủa sao má mới bệnh không vô trong nằm nghỉ đi mà giờ này ra đây ngồi? Má thấy trong mình khỏe rồi má mới ra đó chứ. Không có ý gì vậy được đâu. Để anh coi coi, còn ấm ấm nè. Trời ơi, má con dặn nè, chiều nay á má đừng nấu cơm, để con chạy ra chợ mua ít thịt bằm về nấu cháo cho má ăn ha. Nấu được không? Được, yên tâm đi. Con làm giùm má ha. Dạ. Mẹ ngồi chơi với má con. Con chạy ra chợ mua thịt bằm về nấu cháo. Đi nha má. Ừ. Mày làm gì mà mày bệnh rề rề hoài vậy? Mày bệnh thiệt hay mày bệnh giả hả? Này kiểu này giống như bệnh giống nhẽo vậy đó. Giống nhẽo để được thằng hả Hậu quan tâm. Mày cứ nói mấy cái lời khó nghe với tao vậy Út Đẹp. Khó nghe gì? Ngoài mặt của mày á là hả cho mẹ con tao nhận nhau, nhưng mà trong thâm tâm của mày á là mày đang muốn độc chiếm con của tao nè. Đồ đạo đức giả. Mày nói cái gì vậy Út Đẹp? Thì tao nói gì đó, hiểu sao hiểu.
Vô đây làm cái gì vậy? Con này mới vô là mở miệng vô duyên rồi. Nghĩ sao vậy? Tao qua nhà mày, dĩ nhiên là tao kiếm mày. Không lẽ tao đi kiếm ông Sáu Lợi? Nè, đừng có ăn nói tầm bậy tầm bạ nha. Tôi liên quan gì tới chồng chị chứ? Trời, tao ăn nói gì tầm bậy tầm bạ? Hả con kia? Tao nói quá đúng mà. Nè, từ đó tới giờ tao có qua nhà mày ăn chực bữa nào không? Không hề. Nhưng mà ông Sáu Lợi thì ăn rất là nhiều rồi ha. Không phải một lần mà nhiều nhiều lần khác nữa. Chị nói chị không biết suy nghĩ hả? Anh hai anh ở đây, xa chợ xa quán, không có gì ăn. Ở đây có sẵn đồ ăn thì anh phải ăn chứ. Chị không cảm ơn tôi thì thôi, mà còn ăn nói tầm bậy tầm bạ. Ê, cái con này, mày mới bậy bạ. Ủa, ổng ăn chực nhà mày thì ổng cảm ơn mày, mắc mớ gì tao, tao cảm ơn mày. Vô lý vừa vừa thôi. Mà nè, hôm nay tao qua đây là tao không có rảnh để đôi co với mày ha. Tao muốn hỏi là cái sổ đỏ của ông Sáu Lợi mày giữ đúng không? Tôi không biết á, là tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Chị không hiểu hả? Cái miếng đất của tôi á với miếng đất của anh hai là nằm sát nhau, không có liên quan gì đến nhau hết. Thì tôi mới nói với anh hai như vậy nè. Bây giờ á, hai miếng đất gần nhau quá thì thôi, mình xây thêm mấy cái chòi mở rộng khu du lịch. Còn cái sổ đỏ làm sao mà tôi biết được? Cứ hỏi hoài à, làm như tôi giữ nó vậy đó. Ủa nè, mày không biết vậy thôi, mắc mớ gì mày, hôm nay mày nạt tao vậy? Ủa trời ơi, con ba Thường, mày mắc dạy gì vừa thôi nha. Bây giờ không có thì thôi, không giữ thì tao không quan tâm nữa. Nhưng mà tao đang khó khăn đó, mày cho tao mượn tiền đi. Cho chị mượn tiền á, biết bao nhiêu cho đủ hả? Suốt ngày đề đóm hụi hàng. Thôi, làm ơn đi, chị đừng có phiền tôi nữa. Tôi nhịn chị hết nổi rồi đó. Đi về đi, làm ơn đi về. Đi về. Tao mới nhịn mày hết rồi. Cái con quỷ cái. Nè, mày là em tao nha. Chứ phải mày là bà nội tao, mày ngồi lên đầu tao đi. Trời ơi, hôm nay dám đuổi tao nữa hả? Mày, ba mẹ còn ở trên trời nha. Ba mẹ ngó xuống kìa, thấy đứa em mắc dạy như mày. Mày dám đuổi chị mày hả mày? Chị làm tôi xấu hổ rồi, chị biết không hả? Trời, mày đi ra đi. Đi ra đi. Ui dạ. Con Thường, mày hôm nay mày gan lắm. Mày dám xô chị mày hả? Mày chết rồi. Mày, tao chém mày. Tao biết rồi. Má, cái gì vậy con? Thằng Ngôn nó mới gọi á, nói gì ba Thường bị chém, bây giờ đang cấp cứu trên bệnh viện kìa. Trời ơi. Để con soạn đồ con đi trả liền phụ đuổi viện phụ. Cho má đi với. Đâu có được đâu, má đi rồi con đi nữa, bỏ mẹ cá làm sao? Mẹ người con không lo, con đi lo mấy con cá. Cảm ơn chị.
Ngôn ơi, hay Ngôn đi về đi, là công việc đi. Đi sao được mà đi. Tôi không sao đâu. Thường đừng có lo cho tôi nhờ người ta coi chừng công trình rồi. Với lại bây giờ nhìn bộ dạng của Thường như vậy nè, bụng dạ đâu mà tôi đi làm. Nhưng mà ở đây có y tá với bác sĩ đầy đủ lo cho tôi mà, đâu phải mình ơn đâu. Không sao đó, tôi lo cho Thường được. À, Thường có đói bụng chưa? Tôi đi pha sữa cho Thường uống nghe. Thôi, tôi chuyển mấy chai nước rồi vậy. Cũng được 8 chai rồi đó. Không ấy, Ngôn đi ra ngoài chút xíu đi được không? Thường bị làm sao hả? Không, nhưng mà có chuyện gì mà áp áp úng vậy? Thì tôi ngại quá, tôi không dám nói. Ngại cái gì? Có bị cái gì thì nói ra cho người ta biết mà, người ta đi báo y tá đi chứ. Tôi bị làm sao? Tôi mất tiểu. Hay là tôi để tôi đỡ Thường dậy nha. Rồi tới cửa nhà vệ sinh á, tôi đi ra ngoài. Đi, đừng có ngại. Thôi, tôi ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại? Nói mà sao lì quá vậy? Cái tay mới mổ xong chưa có lành đâu. Đi ra đi vô lỡ đụng trúng cái gì á, nó chảy máu ra nữa là nguy hiểm lắm đó. Đi, để tôi. Sáu, bà đâu rồi? Bà không còn là con người nữa, bà là con quỷ rồi. Bà là đồ ác ma. Bà nghĩ sao bà làm vậy với dì Ba Thường vậy? Nè, hôm nay gan ông lớn quá ha, dám lớn tiếng với tôi. Bà hay lắm, thế nào công an cũng tìm đến bà hà. Bà nghĩ sao bà chém dì Ba muốn đứt liền cánh tay như vậy? Bà là bà nhiều tội lắm, xâm nhập gia cư bất hợp pháp nè, hành hung người khác. Bà tội này là đi tù chắc. Không lẽ còn Ba Thường nó dám thưa tôi hả? Với lại á, nè, ông cũng phải hỏi lý do tại sao tôi làm cái chuyện đó chứ. Ông cứ đem cái chuyện công an ra ông hù dọa tôi thôi à. Mà hở tới á là ông binh nó. Bộ bà làm đúng hay sao mà tôi binh bà? Bà lo lấy tiền, lo hết viện phí cho dì Ba đi. Thằng Ngôn nó ứng tiền ra rồi đó. Tôi không có tiền, tôi không có nên tôi mới qua bên đó, tôi mượn nó. Ai biểu nó mắc dạy, nó ăn nói với tôi khó ưa nên tôi tức quá tôi chém nó luôn. Bà hay quá ha. Vì Ba Thường là em ruột của bà mà bà còn làm như vậy, nếu người ngoài bà sẽ làm tới như thế nào nữa hả? Tôi nói bà đi lấy tiền liền, không cần biết có hay không. Tất cả tiền viện phí của dì Ba bà phải lo hết, không được để thằng Ngôn nó lo. Đứng dậy lấy tiền liền nếu như không muốn ở tù. Biết rồi. Có gì mẹ nói đi, con nghe nè. Con làm ở bè cá có dư không? Trước giờ con với má Tư á, nuôi cá lấy công làm lời. Để mà dư á, thì cũng không có dư nhiều, nhưng mà cũng không tới mức phải nợ ai. Cuộc sống này ai mà không nợ? Rồi bả đi mượn nợ con biết sao? Con ở với má Tư từ nhỏ tới lớn mà, cho nên con biết hết chứ. Với lại má Tư giao phần lớn những cái chuyện làm ăn lại cho con, mấy vụ tiền bạc
con nắm mà. Làm xong dư bao nhiêu á thì con đưa lại má Tư. Thấy chưa? Đó, con làm bao nhiêu à, con cũng gom lại con đưa về cho bả. Vậy mà mẹ nói bả nuôi con lớn lên để bả xài mà bả cãi mẹ. Thôi, mẹ đừng nói xấu má Tư như vậy. Thiệt ra á, dư lại bao nhiêu á, má Tư chỉ giữ lại phần tiền trọ thôi. Còn phần tiền kia á, thì má đem đi ra ngân hàng làm cuốn sổ tiết kiệm. Mà phần lớn mấy cuốn sổ đó con đứng tên không à. Mà mẹ hỏi thiệt nha, trong lòng con á, con nghĩ mẹ là người như thế nào? Con muốn trả lời sao cũng được trơn á, mẹ không ép. Con xin phép không trả lời câu này. Với lại nếu mà mẹ không còn gì nữa, con đi trước nha. Đi cái gì? Còn chứ sao không còn. Lâu lắm hai mẹ con mới có thời gian riêng tư nói chuyện với nhau như vậy. Mẹ nói gì nè, bữa nào con đi qua Cam với mẹ thử đi. Con thăm dượng đi, rồi con thấy cơ ngơi của mẹ ở bên đó. Cuộc sống của mẹ sung túc. Biết đâu lúc đó đầu óc con mở mang ra, con suy nghĩ thoáng hơn, con có những cái tích cực hơn thì sao? Trước giờ con sống tích cực không à, có bao giờ tiêu cực đâu. Nhưng mà dạo gần đây á, có số chuyện cho nên chắc đợt này con không đi với mẹ được. Để dịp sau nha. Có chuyện gì? Của chuyện yêu đương đúng không? Mấy cái chuyện cá nhân của con mà. À, mà còn cái này nè, con thấy á, mẹ không nên giao du qua lại với bà Sáu Lợi đâu. Bà Sáu ở chung với bà đó giờ còn chịu không nổi, phải bỏ ra ở riêng được. Ừ, thì tại bà đi theo mẹ, bà nói chuyện quá, mẹ dị bụng. Dị bụng cái gì con không biết nữa. Bà miệng lưỡi lắm, lúc nói thế này, lúc lại nói thế kia. Mẹ mà tin lời bà là chết. Mẹ không thấy hả? Vì ba thường em ruột của bà mà bà còn đối xử vậy nữa, huống hồ chi mình người xa lạ. Ừ ha, mà bà Sáu Lợi cũng kỳ thiệt luôn á. Mà mẹ có cho bà mượn tiền không? Có chứ, bà mượn mẹ quá trời. Rồi xong luôn, coi như là tiền của mẹ đổ sông đổ biển rồi đó. Gì vậy? Con nói thiệt không, đừng con đừng nói quá lên nha. Bà làm gì tới nỗi như vậy? Con nói quá làm gì? Con ở chung với, sớm với bà từ nhỏ tới lớn, con rành bà quá mà. Tôi hỏi chuyện cái coi. Chuyện gì nói lẹ đi, tôi đang bận chở hàng cho người ta nè. Ê, tôi nghe nói là công an vô bệnh viện, con ba Thường nó có khai gì không? Cái này tôi phải hỏi bà mới đúng đó. Trời. Công an tìm bà hỏi chuyện chưa? Chưa. Mấy nay tôi lu bu quá. Sáng thì tôi đi gom hụi, còn trưa thì tôi ghi số đề. Bà cũng biết sợ nữa hả? Yên tâm đi, dì ba không có khai bà đâu. Dì ba nói với công an là bị nhóm người lạ tấn công. Ủa, mà nó nói vậy người ta tin hả? Ủa, rồi thằng Ngôn với con mẹ tôi thôi không nói gì sao? Chỉ có bà ăn rồi đi hại người ta, chứ không có ai rảnh mà hại bà hết trơn á. Tôi nói thiệt nha, dì ba Thường á là máu mủ của bà, mà bà còn ra tay như vậy á, huống chi là tôi. Cho nên tôi sợ, tôi né bà từ lâu là đúng rồi. Ông thôi đi nha, đừng có bày đặt mượn gió bẻ măng ở đây. Trời ơi, tại vì bữa đó tôi quẩn quá, tôi làm bừa. Chứ cái con nhỏ nó có vừa đâu, nó cũng hỗn láo với tôi chứ bộ. Bà làm cái tay người ta như vậy mà kêu người ta không hỗn là hỗn làm sao? Tôi nói cho bà biết nha, cái chuyện này mà êm êm rồi á, bà coi bà qua bển, bà lựa lời bà xin lỗi gì bà Thường đi. Chứ tôi thấy bà làm vậy là không được rồi đó.
Tôi có đem bánh canh chờ heo của dì Tư nấu á, qua cho Thường ăn nè. Để tôi đỡ Thường ngồi dậy nha. Ngôn làm vậy mất công quá à. Lo mà gì á, coi cái công trình của anh Tư Tôn đi, lỡ mà thợ thầy làm không đúng ý mình á, phiền lắm á. Xong hết rồi, tại vì làm theo hợp đồng mà, làm tới đâu á thì mình nghiệm thu tới đó. Bây giờ á, cái tay của Thường như vậy nè, rồi biết làm sao. Nghe nói là phải mổ lại lần hai đó. Đang yên đang lành tự nhiên cái gặp nạn à. Mà tôi khai với công an rồi, có gì Ngôn khai giống như tôi nha. Dù sao cũng là chị em ruột với nhau. Chuyện chị em của Thường á, tôi không có can dự vào. Bây giờ á, tôi chỉ muốn là chăm sóc cho Thường mau khỏe lại thôi. Nhưng mà dù gì bữa đó á, cũng có một mình tôi ở hiện trường à, không ai phát hiện ra hết. À mà này, nếu như mà công an á, người ta điều tra ra là không phải tại tôi à nghe. Cảm ơn Ngôn nhiều nha. Chị sao? Tính đi đâu hả? Đi thăm ba Thường hả? Trời ơi, tôi với nó đang giận nhau, thăm nuôi gì ở đây? Tôi đi Sài Gòn, chị đi với tôi không? Hôm bữa chị rủ tôi, bữa nay tôi rủ lại, đi hen. Đi Sài Gòn hả? Ừ. Cái này chị rủ giả bộ nè. Trời ơi, gì đâu mà xách đồ sẵn hết trơn rồi rủ tôi đi. Sao mà đi được? Sao mà không được? Bây giờ chị về khách sạn lấy đồ đi, tôi đứng đây tôi đợi. Thôi, đợi gì mà đợi. Tôi nói vậy thôi, chứ tôi không có đi được đâu. Giờ vô chuyện quan trọng nè. Bữa trước á, tôi đưa cho chị mượn bao nhiêu tiền vàng á, chị gom lại chị tính sổ chị trả tôi một lần luôn đi. Chị này, trời ơi, tự nhiên bữa nay đi qua đòi tiền, giật ngược giật xuôi vậy, lấy đâu ra mà tôi trả cho chị. Ủa chị, hôm bữa chị mượn chị nói hay lắm mà. Chị kêu nào giờ chị làm ăn uy tín, giờ đòi chị không trả. Ê, bộ chính giở trò hả? Trời ơi, chị bậy bạ quá. Giở trò cái gì mà giở trò ở đây? Tôi uy tín thiệt. Tôi mượn tiền chị là tôi để tôi đi làm ăn chứ bộ. Thôi mà, từ từ đi. Bây giờ chị phải đợi tôi đi gom đầu này, tôi gom đầu kia mới đủ tiền trả cho chị. Hen chị. Yên tâm, nhà của tôi ở đây nè, tôi có bỏ trốn đâu mà lâu. Khổ ghê, giờ tôi đi Sài Gòn, tôi cũng gom một ít tiền đem về trả cho chị, được không? Vậy nghe, không đi đúng không? Thì tôi đi trước nha, không thôi, trễ xe. Tôi đi nha chị. Tôi đi nghe. Tư ơi Tư ơi! Ơi, em ngồi đây! Cơm nước gì chưa Tư? Cho ăn ké một bữa coi! Trời ơi, ăn rồi! Ăn hôn đi, nấu mì cho ăn! Thôi, nhà ăn rồi thôi, nấu mì chi mất công. Để uống miếng nước trà cũng được rồi. Không biết nhà ngoài đi đâu hết trơn mà khóa cửa rồi, cho nên ghé vô đây đỡ. Thì chắc là chị đi gom hụi, không ấy chị đi vô bệnh viện để thăm cô ba đó. Cái ý đầu á, có thể là trúng, còn ý sau hoàn toàn chật lất. Nghĩ sao mà bả đi thăm ba Thường? Cái bà đó bả mà biết thương ai đâu trời. Bả mà đi thăm ba Thường, anh nói thiệt với em, anh đi đầu xuống đất. Mà anh nói thiệt nha, không hiểu sao ngày xưa ba má anh cứ nằng nặc đem chầu câu qua hỏi cưới bả. Anh thấy bả không có một cái điểm gì là tốt hết. Anh nói vậy anh không sợ chị Sáu chị buồn. Dù gì thì chị cũng sanh cho anh hai đứa con. Bây giờ vợ chồng có chuyện gì hụt hạch với nhau thì đóng cửa lại rồi bảo ban nhau.
Thôi, chuyện nhà anh Tư không có rành đâu, Tư đừng nói thêm vô. Cái đầu bả giờ hư, sửa không được nữa, càng sửa càng mệt. Nói chuyện con cái thôi nè, nói với bả bao nhiêu lần là kêu thằng Lý về, đưa nó đi cai nghiện, vậy mà có chịu làm đâu. Thì chị không đi thì anh đi. Anh đi kiếm thằng Lý, rồi anh kêu một tiếng là nó về chứ gì. Gì mà tị nạnh nhau hoài vậy? Trời ơi, nói vậy là Tư càng không hiểu nữa. Mấy đứa nhỏ ở nhà không có đứa nào nó chịu nghe lời tôi nói hết trơn. Toàn quỷ ma gì đâu không à. Nói câu nào là nó lơ câu đó. Nói thiệt, nhiều khi đầu chết đi được. Thôi nếu mà ăn cơm rồi để tôi vô tôi lục cơm nguội ăn cũng được, không sao, khỏi nấu mì mất công nha. Ừ. Ủa má, đi đâu đây? Sao Trăng vậy đây? Cái thằng khốn nạn, mày nói với tao á, mày lên thành phố mày kiếm con Lê mà bây giờ nó ở tù rồi, mày còn chưa chịu về nữa hả? Gì? Ở tù? Kệ nó đi, nó lớn rồi, tự làm tự chịu chứ. Má bị tội gì? Ở bao nhiêu năm? Thôi mệt quá, đừng có nhắc tới chuyện của nó nữa. Tao hỏi chuyện mày nè, mày nghiện xì ke đúng không? Má ngộ quá à. Trên đời này ai không nghiện thứ, nhưng má nghiện đề đó. Mày nói tào lao tao giả bây giờ. Tao làm đề là tao kiếm tiền, còn mày nghiện á là sạc nghiệp cho con. Nói gì ghê ghê vậy? Thì giỡn xíu thôi, làm gì căng như vậy. Rồi bữa nay lên đây đi một mình hay đi với ổng? Thôi đừng nhắc tới ổng nữa. Nghe tới ổng á là tôi nổi điên nè. Từ ngày con Lê á nó ở tù, ổng dọn vô đầm xe ổng ở, bỏ tao ở nhà có một mình nên nè. Rồi cái ổng đi rồi cái nhớ thương ổng hay gì đổi tính đổi nết. Rồi không muốn làm gùm beng chuyện mọi chuyện lên. Mày tào lao quá. Nhớ thương cái con khỉ á. Bây giờ tao làm đề, tao vô đó tao quậy rồi con an cho nó còng đầu tao hay gì. Tao tính vậy, mày bỏ hết ở đây đi, về dưới phụ tao. Chứ giữ xe vậy không có được tích sự gì hết trơn á. Sao? Hay là mày mê con nhỏ nào trong đây? Bậy bạ rồi. Ủa giống mày gái. Mà má nhìn tôi đi, có công ăn chuyện làm gì đâu mà gái nó mê. Cua nó làm chi cho tốn công tốn sức vậy. Thôi được rồi, tôi tính vậy. Giờ bà về đi, tôi sắp xếp công chuyện ở đây lại rồi mấy bữa nữa tôi về. Không có vài bữa gì hết trơn á. Bây giờ á tao ở đây tao đợi mày, còn không á mày dắt tao về nhà trọ của mày đi, ở ngủ một đêm rồi sáng mai hai má con đi về dưới. Ôi trời, nhà trọ nó như cái lỗ mũi vậy đó, sao mà ở được. Bây giờ tôi nói má nè, má ra ngoài ngã tư, má băng qua bên kia đường á là cái công viên, tôi vô tôi dàn xếp ba cái xe cộ của người ta mất mát mệt lắm, rồi xong cái tôi chạy qua ngoài liền. Thôi mày ơi, tao không tin mày đâu. Tôi lấy cái danh dự ra tôi thề. Mày có danh dự để thề hả? Bây giờ tao không có nắm đầu mày dưới á là ổng á, ổng chửi tao bây giờ. Thôi được rồi, đi qua bên đó đợi tôi đi, ra công viên đợi đi rồi tôi chạy ra liền. Tao tin mày lần này thôi nha con. Mày mà lừa tao á, bẻ cổ mày đó. Rồi quên nữa, xíu tôi chạy ra liền. Thank you.
Đến giờ mà mình vẫn chưa liên lạc được với Phương Hồng. Muốn đi Sài Gòn một chuyến để tìm cô ấy nữa quá. Mà ở đây bây giờ đủ thứ chuyện xảy ra. Không lẽ duyên số của mình với Phương Hồng chỉ tới đó thôi sao? Dạ, con nghe nè bác Tư Tưởng. Bữa giờ bác khỏe không? Bác khỏe. Cảm ơn con. Cho bác Tư hỏi thăm má con chút đi. Bác nghe, má con á bệnh ghê ghê hả? Má bệnh gì ạ? À? Có đưa bác đi khám chưa? Dạ, mấy nay trái gió trở trời, má con làm mệt, cho nên cũng bệnh lặt vặt à. Mà giờ cũng ổn. Bữa nay má con vô nhà thương thăm dì ba Thường rồi. Mà bác Sáu có kể chuyện dì ba cho bác Tư nghe chưa? Nghe sao mà nghiệt ngã dữ vậy? Tội nghiệp ông Sáu lại. Bác cũng nóng ruột dữ lắm. Công việc bên đây lu bu, bác chưa về bên đó được. Dạ, bác Tư cứ lo công việc bên đó đi. Mọi thứ bên đây giờ cũng ổn rồi. Với lại giờ nhà bác Tư bên này á thành hình rồi, nhìn cũng đẹp lắm. Bác nghe, bác Sáu Lợi nói là Út đẹp về rồi hả? Dạ, con người ai cũng có cội nguồn mà. Con nhận mẹ con rồi, nhưng mà biểu con theo mẹ á thì con không theo đâu. Con không có cần tiền bạc vật chất gì hết á. Với lại từ trước tới giờ không có con á thì mẹ vẫn ổn mà. Con sống đây quen rồi, từ nhỏ tới lớn á con sống với má Tư Thơ. Con với má Tư Thơ không có tách rời được đâu. Giỏi. Con nói câu nào á nghe rõ ràng câu đó. Bà Tư Thơ á trăm đắng ngàn cay để nuôi mày nên người. Bà chọn con đường không lấy chồng để nuôi mày khôn lớn. Mày phải nói làm sao cho Út đẹp nó hiểu, mà nó đừng làm khó dễ bà Tư Thơ nữa. Dạ con biết rồi. Thôi bác cúp máy nghe, cho bác gửi lời chúc bình an tất cả mọi người bên đó. Dạ bác Tư bên đó giữ gìn sức khỏe nha. Ờ tích phước, con cháu đời bình an. Ngược gió từng xa, đã qua rồi những phong ba. Phúc duyên cao trâu, gió ngược tìm nhau, duyên thắm đời ngàn sao. Duyên tình đã dễ sông, hạnh phúc duyên cao trâu, gió ngược tìm nhau, duyên thắm đời ngàn.